này khỏe không em? Khỏe hả? Tôi nói lúc này có anh chồng ảnh về anh ghé đâu anh tỏ ghé về Tân Sóc có không em? Chút xíu hay là lâu? Lúc này em đi được chưa? Sao không gắn tập đi có ảnh về đó rồi hả? Gắn tập đi ha. Rồi đi. Nhớ cũng cũng an ủi phần nào ha. Rồi. À hồi hồi lúc trước có tính có ghé về thường không? Không. Ừ, lúc này về ha cũng được ha. Rồi nói chung cũng cũng an ủi được. Hôm nay em cũng ghé anh thăm em anh cũng có một một số mạnh thường quân cũng gửi anh ít tiền nặng mà gửi cho em nặng em phụ em thuốc men rồi hôm nay là rằm anh cũng đến ghé thăm em trước thăm em coi em hơi mau hết bệnh chưa với sau là trao số tiền của các mạnh thường quân gửi ủng hộ em chồng có công ty du lịch Ánh Dương là gửi tặng em 500 với chị Vàng Anh Minh 100 chị Tiết Đứng Đá 100.000 với Kim Tiến ở Trà Đằng 2 100 với mấy bạn bán vé số ở chợ cũng gửi em tổng cộng là được 1.000.000 đây con đưa tiền cho cô Tiết đưa hai tay nha con rồi rồi giữ đó để dành tiền mà mua rồi thôi để giờ em nói rõ luôn nên cảm ơn mấy mạnh thường quân đi rồi cố gắng mau hết lành bệnh nha em rồi anh ghé thăm anh em chúc anh về ha rồi chúc em cũng mau lành bệnh ha sửa đường đi ạ nay mình đến lại thăm nhà chú hai nè là chú cũng mới nhắn là chú mấy đời là chú cũng được ở không có làm được gì trơn á rồi mình ghé thăm chú hai cũng một số bà con người ta cũng gửi đem đến cho chú bịch gạo với cũng đi người ta mạnh thường quân cũng gửi cho chú được 100.000 ha rồi sống qua mùa Covid rồi gửi chú 100 với bao gạo nha rồi xài chính á xài hết mùa Covid rồi nha chứ xài nhiều quá không có tài trợ kịp à đó cái nhà đây cái nhà mà ở mà mình cất nè nói chung khó khăn vẫn khó khăn nhưng mà cái nhà thì nó đỡ hơn một lần rồi trời hỏi thăm tí là Đông ơi từ hồi đó giờ cái nhà xong rồi giờ em làm mấy hôm nay em làm nghề gì dạ là chấm anh chấm anh mặt sao hả dạ thì sáng thì mình đi chân lý vậy đó rồi lấy con kêu mình thăm lứ đó không có sạch thì mình luộc mình đặt chung với cua ốc rồi đó đủ sống không em? Dạ thì cũng có bữa trúng bữa thất anh ơi. Trung bình ngày được nhiêu em? Trung bình thì có khi trúng thì 200 mấy, có khi thất thì cũng phải chồng 100 có. Mấy đứa nhỏ mấy ngày sao rồi? Dạ cũng khỏe anh ơi. Hai đứa nhỏ giờ chắc dễ thương dữ rồi ha. Dạ nó đi chẩn anh, đi trứng chứ.
anh định vô thăm nhưng mà anh quên đường rồi. Thì lúc nào rảnh anh ghé cái anh alo em chạy ra dẫn vô nhà nha. Dạ. Hôm nay mình đi tìm nhà của Quỳnh Văn Đông nha. Rồi nhưng mà tìm không ra, hẹn Quỳnh Văn Đông ra đây mình gửi quà cho Quỳnh Văn Đông. Quà gồm có 10 kg gạo với quần áo với 100 ngàn. Mà bao gạo với quần áo cho thằng nhóc nha. Nhóc tên gì vậy? Dạ, tên Dương anh. Hả? Tên Dương. Rồi đây với 100 ngàn. Dạ. À, gửi em về có gì phụ mua sữa nữa. Rồi em có nói gì không? Dạ, em rất cảm ơn mạnh quân người đó. Chúng em. Rồi về cố gắng nha em. Dạ. Rồi lúc nào rảnh mấy anh vô thăm. Dạ. Ngồi vậy hả hèn? Không kiếm chỗ nào mát ngồi. Anh ơi, coi trên đây có bóng nào mát không? Hả? Ngồi đây, tại giờ đó giờ ngồi đây không mà. Rồi ngước mặt lên trên giờ nó coi nè. Rồi mấy này có ai cho nhiều không? Thì cũng la dai chứ không có nhiều nổi. Ở chơi này cái thằng em với con cái cũng có mấy cái mạnh thường quân người ta cũng gửi cho anh ít tiền rồi gửi cho mấy cái em nay anh gửi cho em 100 ngàn nha. Rồi họ lấy 100 ngàn đưa chú thợ. Họ hả? Rồi về ăn mặc sạch sẽ lên chút coi. Đây nè. Rồi nha, đó là okay. Cái là của mạnh thường quân. Rồi em cảm ơn anh ta biết nào không? Có. Nói đi em. Thôi giờ cảm ơn quý vị nha. Quý khách nha. Mình không biết nói sao giờ. Nhưng mà anh nói là ví dụ như mai mốt chín á, sáng thì em ngồi đâu anh ngồi, rồi bữa nào chiều mát thì em mới ra đây. Chứ ngồi nắng chang chang 12 giờ em ngồi sao chịu nổi. Ngồi nắng cả ngày luôn á. Hả? Không, tại vì em ngồi quen rồi. Ngồi quen rồi. Rồi ha, cũng ráng giữ gìn sức khỏe. Phải không? Dạ, dạ. Chỗ này buôn bán đỡ không? Dạ, buôn bán không được. Ừ, được không? Rồi con, thằng con đi học sao rồi? Dạ, sáng thì con nó đi học nghề, tối thì nó đi làm thêm, tính theo giờ. Làm thêm đâu ạ? À? Dạ, gà chiên. Gà chiên. Nhưng mà lần nó làm thì bị đăng nữa, hết làm hả? Dạ, học có mấy năm nữa ra trường. Ráng lo cho nó nha. Tụi em nói cái cảm ơn mà họ mấy ngày một kỳ họ người ta đã giúp mình á, thì nói lời cảm ơn người ta đi. Nhà hảo tâm chứ giúp đỡ em kia chứ. Thì em bị gãy giò ha. Dạ, giờ em té bị chết hết. Bên đây hoàn cảnh của bé hai nè cả nhà. Trước mình cũng có đưa lên một lần đó cái kỳ bị té nứt xương đùi á. Xương chậu chứ thì giờ cũng đã đỡ rồi. Cũng có lời cảm ơn các bạn ra đã ủng hộ. Rồi rồi con cảm ơn chú luôn. Rồi bạn đặt nha. Đó.